Vâng, xin chào các bác. Rất là nhiều bác hỏi em cái dòng MD7002 của Ken. Đấy, dòng này giải mã cực hay luôn các bác nhá. Giải mã phải gọi là quên sầu luôn. Bác nào mà thích những con giải mã mà đời cao cấp thì alo cho em, lấy những cái con này này. Đấy, giải mã cao cấp, rất là nhiều bác hỏi em, hôm nay thì hàng mới về được. Bây giờ em sẽ khui ra xem như nào nha các bác nhá. Thực sự là hàng cũng vừa về xong mà em cũng chưa biết là tình trạng em nó như thế nào. Bây giờ em sẽ khui cho bác xem. Đấy, có rất là nhiều bác hỏi em nhưng mà em bảo rồi cái này thì có hàng về lúc nào thì em quay thôi chứ em không nhận tiền trước và em không có nhận cọc trước rồi nhá, bởi vì là không biết được hàng nó như thế nào cả. Đấy, thì hôm nay có phát em quay luôn. Con này còn phải nói là quá đẹp luôn. Cái dòng này gần như em về con nào nó cháy hàng vào đây luôn các bạn, về cứ về phát là cháy hàng luôn. Khách gần như là mua hết. Bởi vì con này giải mã nó hay lắm các bạn. Giải mã gọi là không kém cạnh gì những con giải mã tầm khoảng vài chục triệu luôn. Giải mã tiếng nó trong mà nó hay lắm. Em vệ sinh qua thôi nhá. Về các bác dọn dẹp thêm. Nói chung là con này hàng đẹp này, chả cần phải vệ sinh nhiều. Chả có cái gì phải vệ sinh cả. Quá đẹp luôn các bác nhá. Hàng gọi là long lanh cành đào luôn. Ok, bây giờ em sẽ kết nối thử luôn các bác nhá. Thử luôn cho nó nóng hổi. Con này thì em vẫn để giá như con trước thôi. Vâng, 2,5 triệu các bác nhá. Giải mã cao cấp của Ken. Riêng các bác yên tâm, giải mã dòng này nhá, các bác không cần phải nói câu thứ hai với em luôn. Và em không cần phải trình bày nhiều các bác, bởi vì nó quá hay rồi, khách nhà em dùng quá nhiều rồi. Các bạn, khách nhà em dùng rất nhiều rồi, gần như khách nào cũng dùng cũng phải khen. Thế nên là các bác không cần hỏi em là có hay hay không hay là nó như nào cả. Cứ alo cho em là đặt hàng thôi. Em bán con này nhiều lắm các bạn. Bán rất nhiều luôn, cháy hàng luôn. Bây giờ em sẽ test thử luôn cho các bác. Đây. Em bê luôn con nó mì lên luôn test thử. Đấy. Rồi. Bây giờ em sẽ kết nối giải mã là mình phải có GV các bác nhá. Giải mã có GV. Đấy, đưa từ cổng AU này. Đây. Sẽ lấy từ cổng AU. AU của AV của đầu ra của giải mã này. Sau đó mình sẽ xuất vào cổng in này. Ok. Bây giờ cái quan trọng nhất là đường quang. Đấy nhá. Quang thì nó sẽ có hai cổng các bác nhá. Thì nhớ cắm cổng in cho em này. Đây là cổng in nhá, còn bên này nó là cổng AU. Đó. Phải có tín hiệu từ TV truyền xuống đây để nó giải mã, sau đó nó xuất tín hiệu ra con âm ly to, con đẩy, ví dụ như là con này. Đấy, em sẽ cho ra một tí các bác xem luôn. Riêng cái dòng này thực sự các bác là em bán quá nhiều luôn, giải mã hay lắm. Có thể em nói như này thì nhiều bác không tin đâu, nhưng các bác cứ thử search mà xem. Riêng cái giải mã của Ken dòng 57002 này cực phẩm luôn các bác nhá, gọi là hàng cực phẩm luôn. Giải mã quân sầu luôn. Nghe tiếng nó trong tiếng mà nó sạch tiếng lắm. Tiền nào của ấy các bác. Các bác bỏ ra 2,5 triệu nhưng mà nó xứng đáng cho các bác. Nhất là bác nào mà đam mê hát karaoke ấy, lấy ngay con này về mà làm giải mã từ TV xuống. Em đảm bảo các bác là hát tiếng nó trong veo luôn. Đấy nhá, về các bác kết nối này. Đường quang này, một đầu cắm vào đây, một đầu cắm vào TV. AV một đầu cắm từ đây, cổng ra này, xuất xuống con đẩy, hoặc là âm đi to này. Đấy, đơn giản này thôi. Rồi. Đầu vào con này là em vừa chọn nó là AUX. Ở đây thì nó sẽ có cái cổng gạt thôi nhá, chỉnh này. Đấy, chỉnh đầu vào này. Đấy, máy mở ra này. Cái MD thì bỏ qua cho em, con này nó giải mã trực tiếp không cần mồi, thế này MD này thì có thể bỏ qua. Bây giờ là sẽ phát quang này. Input này. Capsule Optical. Đấy, chuyển sang cho em Optical nhá.
Đó, sau khi các bác chuyển về đây nhá, chuyển về cho em này input đây nhá, mình sẽ chuyển cho em về optical đúng không ạ? Sau đó mình sẽ nhấn cho em monitor này. Đấy. Ở đây là sẽ có monitor nhá. Đấy, lúc này nó sẽ là đang giải mã này. Đấy là về giải mã đầu tiên, các bác sẽ chuyển cho em ở đây nhá. Mở máy lên này, em sẽ mở này, tắt máy này, mở máy này. Được chưa ạ? Sau khi mở máy xong, các bác sẽ chuyển cho em này, chuyển cho em về chế độ Optical. Optical sau đó các bác nhấn cho em monitor ở đây. Được chưa ạ? Đấy, sau khi nó báo này 4.4kHz này, đó, nó sẽ có hiển thị tốc độ giải mã. Vào đây, mở đêm sẽ thử luôn cho các bác nhé. Cái MD này thì thực ra là các bác cũng không cần phải dùng nó đâu, bởi vì nó là giải mã trực tiếp không cần mồi. Thế nên là MD này có hay không có không quan trọng nhá. Có thể do cái MD này của em mắt nó về nó cũng kém rồi. Đấy. Hoặc là mình cũng có thể vệ sinh cái mắt đi thì nó mới chạy được. Đấy. Thông thường cái dòng này nó phải kiểu dạng như vậy. Đấy, còn không thì các bác có thể bỏ qua MD luôn. Đấy. Về mức giá thì nhân báo nhá, là 2.500.000 cho con MD này nhá. Đấy thì mọi thông tin đặt hàng thì alo cho em qua số là 0966 594581 hoặc số 0979 891682 nhé. Vâng, xin chào các bác. Đấy, cái MD này thì để em bỏ ra em sẽ vệ sinh xem nó được không, nhưng nói chung là MD là em sẽ không bao chạy MD nhé, bởi vì là con này giải mã trực tiếp không cần mồi, thế là không cần phải MD. Đấy, thì để em sẽ bỏ cái MD ra sau cho nó sẽ không nháy nữa nhé.